Chiều nay, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức diễn đàn hỗ trợ phát triển hệ sinh thái cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự diễn đàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Quỷ Phương, đại diện lãnh đạo Cục Phát triển Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các doanh nhân nữ trên địa bàn. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, tính đến nay, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 6.000 doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nữ chiếm gần 30%. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ngày càng phát triển, nhiều gương mặt doanh nhân nữ, phụ nữ khởi nghiệp đã có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống, các sản phẩm thân thiện với môi trường, phát triển du lịch cộng đồng, qua đó tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Với thế mạnh đó, Cục Phát triển Doanh nghiệp đã lựa chọn tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong hai địa phương trên cả nước làm thí điểm để nghiên cứu đề xuất và tư vấn triển khai chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững, bao gồm doanh nghiệp tạo tác động xã hội mà cụ thể là vùng đệm bàng Phò Trạch và làng cổ Phước Tích, huyện Phong Điền. Tại diễn đàn, các đại biểu đánh giá thực trạng phát triển của các doanh nghiệp, những tác động xã hội tại khu vực và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Để đề xuất và triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tại địa phương, trong đó có hiến kế cung cấp các giải pháp phát triển hiệu quả vùng đệm bàng Phò Trạch và làng cổ Phước Tích trong thời gian tới. Dịp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phát động cuộc thi xây dựng clip giới thiệu quảng bá làng cổ Phước Tích và vùng đệm bàng Phò Trạch.